Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, từ 18 giờ chiều 18 tháng 2 đến 18 giờ chiều nay 19 tháng 2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 215 ca COVID-19, trong đó 133 ca phát hiện từ những khu cách ly, 82 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 82 ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng, huyện Côn Đảo ghi nhận số ca tăng đột biến với 40 ca. Đây cũng là mức ghi nhận số ca COVID-19 cao nhất trong ngày từ trước đến nay tại Côn Đảo. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 14 ca, huyện Long Điền 10 ca, huyện Châu Đức 7 ca, huyện Xuyên Mộc 6 ca, thị xã Phú Mỹ 3 ca, thành phố Vũng Tàu 2 ca. 26 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh và ra viện trong 24 giờ qua. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi của tỉnh hiện là 94,5%. Có 2 bệnh nhân nặng cải thiện sức khỏe và được chuyển về tầng điều trị nhẹ hơn. Toàn tỉnh vẫn còn 61 bệnh nhân nặng, trong đó 20 ca có thể tử vong. Hiện diện tích vùng xanh của tỉnh chiếm 89,2%, còn lại là diện tích vùng vàng, tức nguy cơ trung bình. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh khuyến cáo người dân không được chủ quan lơ là trong phòng dịch.